vọc Trà Vá. Hiện tại ở vườn quốc gia Cúc Phương có tiến sĩ là Tilonacder, là bạn của Tion. Thì ngày ấy nuôi rất nhiều loài linh trưởng là vọc. Ngày ấy đã cống hiến cái thời thanh xuân của mình ở lại Việt Nam để bảo tồn loài vọc. Loài vọc thì mình không thể tiếp xúc gần bởi vì những cái con vi trùng ở trên cơ thể của mình, vi khuẩn này kia. Chỉ cần loài vọc nó mà hít phải cái mùi đó, mùi thân thể của mình thôi, nó cũng đã có nguy cơ là lây nhiễm bệnh mà không thể cứu chữa được. Hay là trong nước miếng của mình á, mà dằn chúng vọc thôi là nó cũng sẽ bệnh. Vọc thì không ăn chuối được, vọc thì ăn lá cây. Trong lá cây của vọc, bao tử của vọc sẽ tự biến cái lá cây đó thành protein để nuôi cơ thể phát triển. Hay lắm. Họ đang treo những loại lá mà vọc thích ăn. Đây vọc đang ăn những cái loại lá cây mà bản xứ. Dễ thương quá. Vọc Trà Vá chân nâu. Vọc Trà Vá chân nâu nè, chân xám nè, thấy đẹp ghê chưa. Đây là thú bản địa của Việt Nam. Hello con, nhớ Tion không? Con muốn ăn này không? Nhưng mà con ăn không được. Một số con thì nó có thể liên kết được tư duy với Tion, giống như con này, tự động nó sẽ thích Tion ngay. Sao con? Tion có thể tần số điện não của Tion là gọi là từ trường, có thể liên kết được một số với loài vật nên họ hiểu Tion, Tion hiểu họ. Ok, ở đây đi nha con. Hồi đâu rồi, chưa tới. Trà Vá. Vọc. Trà Vá. Vọc hả? Dạ. Nhiều cô chú anh chị chưa biết linh trưởng chia ra bao nhiêu loài thủy vượng vọc gì đó. Nên mấy em nhỏ ở Việt Nam nên được học về các loài vật nhiều hơn nữa để biết cách yêu thương bảo vệ nó. Cái con này thì nó muốn đi ra ngoài. Tội nghiệp quá ha. Đó các bạn thấy. Tion vô sở thú này là sẽ tự động có một số con nó sẽ muốn tiếp cận với Tion là như vậy. Bởi vì nhịp tim của Tion đập chậm hơn người bình thường gấp 3 lần. Nội tạng phát triển. Tion bơi ra ngoài biển, cá heo bơi theo Tion. Các loài cá bơi đến vây quanh Tion. Nên các loài vật như cũng như vậy thôi. Khi mình đã đạt đến sóng từ trường cực mạnh, có thể kết nối được với các loài vật, thì lúc đó mình sẽ yêu thương động vật nhiều hơn. Con người còn yếu ớt bởi vì trong tâm còn tham sân si chấp quá nhiều, trí tuệ chưa đủ phát triển hết mức có thể để liên kết với các loài vật. Con người có thể liên kết được với chó, mèo, nhưng chưa có loài vật hoang dã liên kết được. Bởi vì do cái tâm của mình và cái năng lực sức khỏe của mình nó còn yếu, nên cái sóng từ trường của mình nó chưa có đủ mạnh. Đơn giản vậy thôi. Nên sứ mệnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Sức khỏe càng cao thì trách nhiệm càng lớn. Nó không muốn nở rời xa tiêu luôn á, cái con vọc đó đó. Nhưng tôi buộc phải lên đường rồi con ơi. Tội nghiệp quá. Thấy chưa các bạn, mấy con vọc nó đâu có muốn bị nhốt như thế này đâu. Thật tâm của họ là không muốn bị nhốt. Nó muốn được ra ngoài chơi, nhìn đôi mắt của nó, đôi mắt ngây thơ, đôi mắt đáng thương, buồn. Các bạn biết khi tôi nhìn con vọc mà con vọc nó quay đi chỗ khác, lâu lâu nó mới quay sang tôi, nó nhìn một cái là biết gì không? Nó ngại.
nó sợ, nó không có dám nhìn thẳng vô mặt của mình, mặc dù nó rất là quý mình, nhưng nó chỉ nhìn một cái rồi nó quay đi thôi. Những cái con vọc ở ngoài tự nhiên á, người ta thấy nó, nó thấy người ta là nó quay mặt đi, nó núp, thì người ta lấy súng bắn nó. Đó là chuyện của mấy năm trước, còn bây giờ thì không biết sẽ như thế nào. Tôi có mấy trái chuối, tôi cũng muốn cho con ăn á, nhưng mà con không ăn được chuối. Con cũng muốn ăn chuối lắm đúng không? Loài vọc ở đây được cách ly cao quá. Thôi tôi tạm biệt con nha. Con vô đây rồi tôi cũng không thể nào tiếp cận con được. Nhưng mà con sẽ sống tốt.